Thưa quý vị, sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Hội đồng bầu cử quốc gia đã gửi công văn kèm danh sách trích ngang những người ứng cử đại biểu Quốc hội do Trung ương giới thiệu với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Theo thông lệ thì các vị lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước vẫn ứng cử đại biểu Quốc hội tại các thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục ứng cử tại thủ đô Hà Nội. 4 nhiệm kỳ trước, ông cũng ứng cử tại Hà Nội. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ứng cử tại thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Phạm Minh Chính ứng cử tại Cần Thơ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ứng cử tại Hải Phòng. Trong 205 ứng viên, khối cơ quan Đảng 11 người, khối Chủ tịch nước 3 người, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương là 130 người. Thành phố Hồ Chí Minh là nơi được phân bổ nhiều ứng cử viên Trung ương nhất với 13 người, Hà Nội 12 người, Thanh Hóa 7 người, Nghệ An, Bình Dương, Đồng Nai mỗi tỉnh 6 người. Còn lại các tỉnh thành khác được phân bổ từ 2 đến 4 người. 11 ứng cử viên thuộc cơ quan Đảng, ngoài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục ứng cử tại Hà Nội, các ứng viên còn lại được phân bổ ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Sau khi được phân bổ, các ứng viên ở Trung ương sẽ về tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đã được sắp xếp. Ngày mai sẽ là chính lễ hội Đền Hùng. Ban quản lý khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết, chỉ tính riêng hai ngày 17 và 18 tháng 4, tức ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 3 âm lịch, khu di tích lịch sử Đền Hùng đã đón trên 30.000 lượt du khách thập phương về dâng hương tưởng niệm các vua Hùng. Do chính lễ giỗ tổ Hùng Vương diễn ra vào giữa tuần nên nhiều du khách đã chọn hai ngày nghỉ cuối tuần vừa qua để tới khu di tích lịch sử Đền Hùng. Ngay từ sáng sớm ngày 17 tháng 4, tức ngày mùng 6 tháng 3 âm lịch, mặc dù trời mưa nhưng rất đông du khách thập phương đã đến khu di tích lịch sử Đền Hùng để dâng hương, tri ân công đức tổ tiên. Để đảm bảo phục vụ tốt nhất du khách khi về dâng hương, khu di tích đã chủ động phối hợp với các ngành liên quan xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như phun thuốc khử khuẩn, phát khẩu trang miễn phí. Thưa quý vị, lễ khai mạc năm du lịch quốc gia Ninh Bình 2021 với chủ đề Hoa Lư cố đô ngàn năm sẽ chính thức diễn ra vào 20 giờ 10 phút ngày hôm nay ngày 20 tháng 4 tại khu di tích quốc gia đặc biệt cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Với vai trò chủ nhà năm du lịch quốc gia 2021, Ninh Bình kỳ vọng đây sẽ là cơ hội để kết nối các miền di sản, vừa bảo tồn di sản văn hóa, vừa tạo bệ phóng cho du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Phóng viên Tam Điệp sẽ chuyển tới quý vị thông tin ngay sau đây. Kính chào quý vị khán giả, kính chào trường quay. Thưa quý vị, lúc này thì tôi đang có mặt tại khu di tích lịch sử văn hóa cố đô Hoa Lư của tỉnh Ninh Bình, nơi mà tối nay sẽ diễn ra lễ khai mạc năm du lịch quốc gia 2021. Như quý vị và các bạn đang thấy thì mọi công tác chuẩn bị cho sự kiện này đều đã sẵn sàng. Theo lãnh đạo của tỉnh Ninh Bình thì năm du lịch quốc gia 2021 không phải là chỉ của riêng tỉnh Ninh Bình mà là hoạt động chung của cả nước. Trong bối cảnh dịch COVID-19 tác động nặng nề đến ngành du lịch, lễ khai mạc và các hoạt động của năm du lịch quốc gia sẽ có một vai trò lớn khích lệ toàn ngành du lịch của Việt Nam, trong đó thì có ngành du lịch của tỉnh Ninh Bình. Tỉnh Ninh Bình xác định 3 mục tiêu. Thứ nhất là từng bước vững tin để phục hồi vượt qua khó khăn do đại dịch gây ra. Thứ hai là tổ chức chuỗi các hoạt động của năm du lịch quốc gia giúp cho ngành du lịch của tỉnh Ninh Bình cũng như nước nhà có được cái cơ hội để quảng bá và khẳng định một lần nữa với cộng đồng trong nước cũng như là bạn bè quốc tế đến với Việt Nam là một điểm đến an toàn và hấp dẫn. Và cuối cùng là Ninh Bình cũng hưởng ứng cái chương trình đẩy mạnh kích cầu du lịch nội địa của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Hiện nay thì tại các điểm du lịch trên địa bàn của tỉnh Ninh Bình cũng đã chuẩn bị chu đáo các công tác phục vụ của sự kiện này. Và tỉnh Ninh Bình hy vọng rằng sự kiện lễ khai mạc sẽ tạo tiền đề cho các hoạt động tiếp theo trên địa bàn cũng như là các hoạt động trên cả nước để làm thành công hơn cái năm du lịch 2021 trong bối cảnh tình hình mới. Còn bây giờ thì xin được trở lại trường quay. Hoạt động di cư đóng vai trò quan trọng trong khu vực ASEAN, đóng góp cho cộng đồng nơi người lao động làm việc cũng như cải thiện điều kiện kinh tế của bản thân và gia đình họ. Ước tính có khoảng 7 triệu người dân trong khu vực ASEAN đã di cư trong nội bộ khu vực, tăng hơn 5 lần kể từ năm 1990. Đây là nội dung của nghiên cứu so sánh pháp luật và các chính sách liên quan tới quản lý lao động di cư ASEAN được công bố chiều nay. Báo cáo nghiên cứu cung cấp bức tranh toàn diện đầu tiên về pháp luật và thực tiễn quản lý người lao động di cư tại các nước thành viên ASEAN. Những khác biệt trong quản lý nhập cảnh, lưu trú, sáp nhập và xuất cảnh của người lao động nước ngoài theo tất cả các cấp độ kỹ năng và bao gồm các nghề nghiệp theo 8 thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau của ASEAN. Hiện có 27 giấy phép làm việc đang sử dụng trong khu vực ASEAN.
Những kết quả của báo cáo sẽ hỗ trợ các nước áp dụng chỉ số tiếp cận thị trường lao động quốc tế, mở ra tiềm năng hợp tác, quản lý lao động nhập cư để thúc đẩy sự di chuyển nhiều hơn, cũng như hưởng lợi đầy đủ từ kỹ năng của người lao động di cư. Chiều nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tổ chức lễ công bố bệnh viện hạng đặc biệt nhận chứng chỉ toàn cầu của Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh. Đây cũng là trung tâm đào tạo ngoại khoa đầu tiên của Việt Nam đạt chất lượng toàn cầu, là một trung tâm khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, y học hàng đầu với trình độ chuyên sâu, thiết bị hiện đại. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mỗi năm thực hiện phẫu thuật trên 70.000 ca, chủ yếu là những ca bệnh nặng, phức tạp. Bệnh viện là cơ sở đi đầu trong cả nước thực hiện thành công ghép đa tạng, ghép gan, ghép tim, ghép thận, ghép phổi và đã triển khai nhiều dịch vụ y tế nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người bệnh như dịch vụ khám sức khỏe, khám yêu cầu, bảo hiểm bảo lãnh, v.v. Đây cũng là lần thứ hai liên tiếp bệnh viện được Bộ Nội vụ công nhận là bệnh viện hạng đặc biệt. Bên cạnh đó thì bệnh viện cũng là đơn vị đầu tiên của Bộ Y tế được công nhận lại bệnh viện đặc biệt trong năm 2021. Cũng trong buổi lễ này, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã chính thức khai trương hệ thống hỗ trợ y học từ xa telemedicine, hỗ trợ dự án y tế tuyến tỉnh bởi nguồn vốn ODA của chính phủ Đức. Sáng 20 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nghệ An đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Lương Thanh Hải, nguyên trưởng ban dân tộc tỉnh Nghệ An. Ông Hải bị khởi tố với hai tội danh gồm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ do có liên quan đến triển khai thực hiện đề án hỗ trợ kinh tế xã hội cho người dân tộc thiểu số Ơ-đu ở huyện Tương Dương. Trước đó, năm 2020, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án tham mô tài sản, cố ý làm trái quyết định nhà nước khi thực hiện đề án hỗ trợ kinh tế xã hội cho người dân tộc thiểu số Ơ-đu ở huyện Tương Dương do Ban dân tộc tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư. Ngày 21 tháng 7 năm 2020, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố bị can bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Kim Văn Bốn, cán bộ phòng chính sách dân tộc Ban dân tộc tỉnh Nghệ An về tội tham mô tài sản. Ngày 23 tháng 7 năm 2020, Công an bắt khẩn cấp với ông Lê Văn Sơn, giám đốc công ty Văn Sơn, trụ sở xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An để điều tra những sai phạm về kinh tế khi thực hiện một số gói thầu trong đề án hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội dân tộc Ơ-đu. Cũng trong ngày 23 tháng 7, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục khởi tố bắt tạm giam bị can Nguyễn Tâm Long, quyền trưởng phòng chính sách dân tộc, Ban dân tộc tỉnh Nghệ An về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Now.vtc.vn, hệ thống phân phối nội dung đa phương tiện hàng đầu Việt Nam, thỏa mãn tối đa nhu cầu nghe, xem, đọc, tương tác cùng vô vàn tiện ích phục vụ đời sống của hàng chục triệu người dùng online. Now.vtc.vn là phương tiện quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm dịch vụ của quý khách hàng nhanh nhất, dễ dàng nhất, là đòn bẩy gia tăng doanh số. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Nội dung số Đài truyền hình kỹ thuật số VTC, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hotline 02444 501 365.